Nhận cho em vui chị. Cảm ơn em. Để lên bàn giùm em đi. Nãy nó để trên bàn. Quê à? Quê nhưng mà đẹp, cái mặt chị quê đẹp lắm. Tôi biết rồi. Thôi chị ngon. Vô chủ đề luôn đi. Hôm nay chị tới công ty em quảng cáo, tính làm quảng cáo gì nè? Đây, thấy bàn tay của tôi không? Tôi muốn quảng cáo chúng. À, vậy là chị muốn quảng cáo bao? Bãi. Bao tay đó. Trời ơi, nè, giơ tay lên là thấy mấy cái móng tay của tôi không? Tôi muốn làm móng tay. Làm nails. À, nails. Được rồi, dịch vụ quảng cáo nails xin. Bắt đầu. Còn cứu giãn được không chị? Cứu được hết. Trời ơi, móng là nghề của chị. Yên tâm đi, xói chuỗi lông mà còn rụng móng nai lấy em. Trời ơi, tay à? Đó, một tay rồi, thấy không? Đây, đó, rồi ngâm. Dạ. Rồi đó, trời dễ thương, chút qua là dạ, luôn. Dạ. Ủa mà chị có làm cho người mèo luôn không chị? Có cưng, ừ. Dạ. Ủa, là nghĩ giải lao đó hả chị? Đâu có đâu, lấy nước ngâm móng tay cho người ta, chứ nó ngâm bông không gì đó. Dạ, dạ, dạ. Mới ngâm một. Ui dạ. Không được, giờ ngâm nè, ngâm xong chưa? Dạ, sao? Rồi lên đây. Nè, chậm cho nè. Ủa sao kỳ vậy, tự nhiên? Chậm má, nó đánh mình răng máu kìa. Trời ơi, chị giỏi ba cái vụ làm móng lắm. Ê, tôi không tin đâu, Chị ở dịch vụ nào rồi tự nhiên làm gì, làm bậy bạ làm sao? Giận nha, đừng nói gì chị giận à, đợi chị một chút. Chị làm gì vậy? Sáng chưa đánh răng này chị phun vô một cái là con độc đó. Cái con này nè nó trúng độc nó chết rồi. Trời ơi. Tắc khuẩn. Rồi lỡ vô con móng em, nó chết luôn sao? Chị mói gì vậy? Để chị lấy đồ nghề, cứ để tay ở đây. Dạ. Để chị làm móng cho này nha. Chị nói cho em biết chị đã làm móng cho tất cả những người nổi tiếng quái nhân như em, cho nên em yên tâm đi, em đừng có lo sợ, hiểu không? Có ai vậy chị? Nè, chị làm cho Superman rồi. À vậy hả? Chị làm người nhện rồi. À. Chị làm cho người dơ rồi. À dạ. Chị làm cho người sắt rồi. Dạ. À. Gì vậy chị? Chảy máu. Chị xin lỗi. Sao giờ mới nói gì cơ? À, chị nút cho. Chị. Sát trùng. Nè, dễ sợ. Yên tâm đi, lát nữa chị làm luôn cho người mèo, bộ móng dạ, người dạ, mèo. Dạ trời, thích quá. Vẽ cho hai cái hình con chuột cho thích. Mỗi lần đó em ngậm móng tay vẽ hai con chuột luôn. Cái gì nữa? Cắt lộn, chảy máu chị. Yên tâm, tại vì chị là dịch vụ làm móng xinh, mạnh bất thình lình, không gì phải sợ. Hay quá, quảng cáo như vậy là quá vui rồi. Hay gì mà hay,
mạnh thì có mạnh đó, mà nghĩ sao cái bà này nè, bà này bà làm neo gì mà bà dùng nước miếng của bà ấy, không có vệ sinh gì hết trơn hết á. Thôi đi vô đi, đi vô đi. Trời một lát nữa tôi kêu ra. Không có chắc gì bà ơi. Một lát nữa tôi kêu rồi ra. Cắt dài hả? Một lát nữa còn nhái nữa. Bây giờ nè, tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn mạnh mẽ nữa. Tôi muốn cái nghề làm nail là phải một cái nghề có ý nghĩa và chân chính. Và phải sang trọng. Có luôn. Giờ chị vô đây chị ngồi đi. Bây giờ là làm tiếp option 2 cho tôi đi. Tôi mệt quá rồi. Option 2 dịch vụ nail xinh, sang trọng và có ý nghĩa. Bắt đầu. Xin lão bệnh tử. Xin lão bệnh tử. Sắp chết rồi cứu. Đừng có khóc chị ơi, đếm lại đi, nhiều khi chị rối quá chị đếm trật. Trời ơi, tôi đếm lại cho nghe. Xin lão bệnh tử. Xin lão bệnh tử. Xin lão bệnh tử. Bà đếm bất chấp thiệt chứ. Thiệt, tao nói có 5 ngón, bà đếm tôi 2 ngón rưỡi, bà không đếm nữa. Trời ơi, bây giờ chứ sao, giờ cái bóng tay sắp chết rồi, trời ơi, người sắp chết rồi, trời ơi. Tại sao chết, tại sao dễ chết quá vậy? Chết rồi, không có cứu được nữa. Tại sao? Thì bây giờ con người mà tưởng đi thì còn có 3 ngón rồi, coi chịu được không, có sống nổi không? Ờ đúng rồi, 3 ngón làm móng sống lắm. À vậy hả? Dạ, đây xin giới thiệu người sẽ giúp đỡ. Ủa ai đây? À, xin lỗi Dr. Neil. Vừa thôi. Dạ. Vừa thôi. Dạ. Rổ mặt ta. Dạ, xin lỗi. À vậy đây là ai lại? Đừng nói tiếng. À rồi. Dạ. Là nói tiếng Việt kia bị gì là dùng tiếng Anh nó hay phà đó. À đúng rồi, gì mình dịch sang tiếng Việt nó là gì? Cái này là bác sĩ làm chứ không phải người thường làm. Bác sĩ làm. Bác sĩ làm nail luôn, hồi nào giờ nghe thợ không mà giờ tới bác sĩ luôn. Dạ. Dạ cái đó là. Rồi sao nhìn cái bộ dạng lạ lùng quá vậy? À tại vì tôi đang nghiên cứu về một cái gọi là Hair. Tóc và nail. À dạ, tóc và móng. Dạ. Móng. Đúng rồi, nó đôi khi nó đi liên quan với nhau. Dạ. À. Nhìn cái đầu thấy nghiên cứu dữ rồi ha. Rất là vấn đề rất là quan trọng. Làm móng. Chị đây là rút móng. Dạ không. Em ở bên cạnh. Em ở bên cạnh ảnh. Hiểu không? Em đây là trợ lý. Em là y tá đó. Dạ. Y tá. Làm gì lố dữ vậy? Nhưng mà ủa hai người cứu gì được cho em dạ, không? Dạ được chứ. Làm đây là bệnh viện làm nail mà. Dạ không, dạ. Không, bệnh viện hồi nào giờ tôi không có nghe tên cái bệnh viện này, tôi không có biết. Ê. Ờ chị yên tâm đi, không sao đâu. Cái nghề của tụi tôi mà. Yên tâm đi. Khoan, bây giờ cho tôi hỏi cái mấy người ở đâu ra vậy? Dạ làm nail. Dạ làm nail. Làm nail rồi. Bị cái tay phải không? Bị cái tay. Làm cái chân. Vậy vậy không được, bị cái tay thôi là làm cái tay thôi, tay bị chị có hai móng này nè. Cái đó gọi là chị mẹo chị à. Bây giờ lấy cái chân ra, cắt sạch móng hết trơn, cái nó tức, hiểu không, nó tức á, nó gọi là nó tức á. Giống như cái cây mà mình cắt hết cái đầu nó, gọi là cắt đọt đó, nó tức nó nảy lọc. Cắt hết móng chân nó tức, nó mọc móng tay. Mẹo. Rồi mà thí dụ mà nó không mọc lên thì sao? Yên tâm thì sẽ mọc, còn nếu muốn mọc tóc giống ông này, cắt hết vàng móng rồi ông mai tóc mọc lên. Tức kêu ông tức mẹo luôn. Đó, đó là những cái vấn đề tôi đang nghiên cứu. Dạ. Có thể là đặt cái giải là no no en á. Dạ. No en mà thôi. Dạ. Tào lao. Giải ngộ. Giải nghe Giáng sinh dễ lợi. Đó, tới vậy mà. Thôi giờ quyết định là mình làm nha. Nhưng mà khoan. Cho tôi hỏi là mấy người từ cơ sở nào đến vậy? Đây, dịch vụ móng sinh hồi sinh sức khỏe. À, vậy là có dịch vụ móng sinh tôi không còn buồn nữa rồi. Ôi, cắt. Trời đất ơi, trời ơi, cái tuồng gì mà lố quá vậy? Ủa sao vậy? Gì chị muốn trí thức, chị muốn trí thức. Em đưa bác sĩ ra, bác sĩ là một trong những cái ngành là trí thức nhất rồi, còn muốn gì nữa? Tôi nói cho nghe nè, từ trước đến giờ không ai mà là Dr. Neil hết á. Lao đó. Thôi mấy bạn vô đi. Bả làm lố dễ sợ, nhắm bả là má mì. Em đó, giờ sao em bớt lố một xíu nha, dùm anh nha. Em lố lắm hả? Em lố lắm luôn. Em xin lỗi anh, em bớt lố lại nha. Thôi, bỏ, tôi hủy, tôi không cho. Không, bây giờ còn một cơ hội nữa. Bây giờ chị, cái ý chị sao em chịu hết. Tôi á, vợ, tôi muốn á,
là cái nghề làm nail này nè, nó phải có cái gì nó sâu sắc, nó ẩn bên trong, và nó hơi giống như là giống như những cái bộ phim mà nó hoạt hình, nó hơi mơ mộng, nó hơi lãng mạn, nó hơi sâu sắc, hiểu không? Rồi bây giờ một cái thể loại nail xinh nhưng mà đi theo thể loại hoạt hình cổ tích sâu sắc, bắt đầu. Trân trọng giới thiệu, ta là phù thủy móng dài. Gương kia ngự ở trên tường, ở thế gian này có ai có bộ móng đẹp được dường như ta? Nói lộn rồi, nói lại đi. Ngự ở trên người chứ không phải ngự ở trên tường. Gương kia ngự ở trên người, thế gian có ai có bộ móng đẹp được dường như ta? Mày cãi nữa tao đập bể mày nghe kiếm. Ta xin trả lời như sau. Xưa kia móng phù thủy đẹp nhất tầng, ngày nay bạch tuyết móng đẹp muôn phần đẹp hơn. Nói nghe nè, bà tin tôi phan chiếc guốc cái bể không? Giá lại mấy lần không sợ nữa phải không? Xưa kia móng phù thủy đẹp nhất trần, ngày nay móng bạch tuyết muôn phần đẹp. Trời, nó nghe này chọn ba mặt lời để chọn lì dễ sợ luôn thiệt á. Lì dễ sợ lì luôn á. Cũng ai không trơn á. Ta đẹp móng đẹp vậy nè. Bạch tuyết nào, bạch tuyết ăn cái táo động chết rồi. Nó còn sống. Nguyên không tin đúng không? Không tin. Được, ta sẽ cho ngươi thấy bạch tuyết hiện ngay bây giờ. Đâu? Tuyết rồi, tuyết. Để ra nói chuyện Tuyết ơi, ba mặt lời Tuyết ơi. Trật tự đi, ta làm phép mà. Hô Tuyết ơi, móng đẹp quá, ta thích quá. Móng đẹp quá, ta thích quá. Nói đi. Nó là có chế độ hả? Dặn công tắc hả? Phải đồ thiệt không? Phải đồ thiệt không? À thì đúng rồi, đồ thiệt ha. Trời ơi Tuyết ơi, ta đã cho nhà ngươi ăn trái táo rồi, tại sao không ăn táo mà còn về đây? Ta sẽ lấy táo, ta sẽ ngâm, ta cào cấu mưa, ta sẽ móc quạch mưa, ta bắt mưa phải chết. Bắt mưa phải... Đêm ba. Trời, sao móc vợ tụi ghê vậy? Thôi ta giận, ta hận, ta... Đừng ôi đừng. Móng lung linh, móng lấp lánh, móng lồng lộn, móng lộn lại, móng lung linh, móng lấp lánh. Không mệt rồi nha, móng mày đẹp quá đi Tuyết ơi. Trời, tôi thích bộ móng này dễ sợ luôn á. Tại sao nó có bộ móng đẹp vậy Tuyết? À, nhưng mà Thủy hứa thì đừng có hung dữ nó đi à, Tuyết chỉ cho. Trời ơi, hứa. Nếu mà mình có bộ móng giống vậy nè, trời mày thẩm mày rút móng ăn thầy, rút móng. À, vậy hả? Rồi, biết làm ở đâu không? Dịch vụ nail xinh, làm đẹp như minh tinh, hàn gắn mọi hận thù. Lố được. Dạ, được. Chị thích cái option này đúng không? Dạ. Tôi thích ký hợp đồng liền. Dạ. Vậy là chủ chuẩn bị mình có tiền trả mặt bằng rồi. Ho, ho, ho.